大家好，今天我们学一些词汇，一些生词跟电影有关的。Chúng ta học một số từ vựng liên quan đến phim ảnh, diễn viên và điện ảnh. Thứ nhất, ta có ảnh chụp trong phim, đó là điện ảnh, truyện trò. Truyện, ta nhớ từ kinh kịch gọi là trinh truyện, hoặc là phim truyền hình gọi là điện视剧. Truyện là kịch thì truyện trò tức là những cái được chụp ở trong phim, thì điện ảnh là phim. Điện ảnh truy trò là những bức ảnh chụp ở trong phim. Điện ảnh truy trò. Bài hát chủ đề, bài hát chính của phim đó là chủ thí cưa. Chủ thí là chủ đề, còn cưa âm Hán Việt là ca, nghĩa là bài hát. Chủ thí cưa, bài hát chủ đề, bài hát chính. Bắt đầu quay, khai sử, phai sửa. Thì phai sửa nghĩa là quay, quay chiếu gọi là phai sửa. Khai sử phai sửa tức là khai sử là bắt đầu đúng không ạ? Khai sử phai sửa, bắt đầu quay. Còn dừng quay ta sẽ gọi là thính trữ phai sửa. Thính trữ là dừng, stop. Khai sử phai sửa, phai sửa, khai sử phai sửa. Ảnh phính là bình luận phim. Phính trong từ phính luận là bình luận, thì điện ảnh phính luận gọi tắt là ảnh phính, gọi là bình luận phim. Ảnh phính. Tôi đã nghe qua cái bộ điện ảnh thì ảnh phính là rất nhiều ý nghĩa. Tôi đã nghe qua cái bình luận của phim này rồi, rất là hay. Ảnh phính. Kháo khóa truy phiện, thì truy phiện tức là truy là cự nghĩa là lớn, truy phiện là nghĩa là phim ạ. Truy phiện tức là bộ phim lớn, còn kháo khóa là hào hoa, hoành tráng. Kháo khóa truy phiện tức là một bộ phim hoành tráng, dàn dựng tức là hoành tráng. Kháo khóa truy phiện. Ví dụ như Fast and Furious 是豪华巨片, bộ phim quá nhanh có nguy hiểm là một bộ phim hoành tráng. Bộ sưu tập phim đó là ảnh phim chí chỉnh, thì chí chỉnh nghĩa là sưu tập, chí ta nhớ từ tập hợp gọi là chí khứa đúng không ạ? Thì chí chỉnh tức là bộ sưu tập, ảnh phim tức là phim, ảnh phim chí chỉnh là bộ sưu tập phim. Ta hiểu ý cơ ảnh phim chí chín là khá nhiều ý sự. Anh ấy có một bộ sưu tập phim rất là hay. Tí chi dễ trảng, buổi chiếu ban đêm. Trảng là trường, trường là cái sân. Dễ trảng là buổi chiếu ban đêm, dễ là dạ. Tí ba rử trảng, nhật trường, nghĩa là buổi chiếu ban ngày. Rử trảng, nhật trường. Dễ trảng và rử trảng là hai từ đối nghĩa nhau đúng không ạ? Buổi chiếu lúc nửa đêm, ủ dễ trảng, ngọ dạ trường. Ủ dễ là nửa đêm, ủ dễ trảng là buổi chiếu lúc nửa đêm. Buổi chiếu lúc sáng sớm đó là cháo trảng, cháo trảng, tảo trường, cháo trảng. Cách thức làm phim dùng ngôi sao điện ảnh để thu hút khán giả đó là miếng xin trữ. Trữ là chế, trong từ trữ trảo, trữ trảo là chế tạo, chế tác. Thì miếng xin trữ tức là miếng xin là minh tinh, minh tinh là người nổi tiếng ạ. Xiên là tinh là ngôi sao, miếng là minh là sáng, miếng xiên là ngôi sao nổi tiếng. Miếng xiên trữ. Cảnh cây bên ngoài đó là ngoại cảnh, gọi là ngoại cảnh. Ngoại cảnh, ngoại cảnh. Ngoại cảnh khấn mẩy nữa, ngoại cảnh rất là đẹp. Thế còn cảnh bên trong đó là nảy cảnh, nội cảnh. Nảy cảnh. Cảnh hồi tưởng, sản khuấy chỉnh thấu. Chỉnh thấu là ống kính, chỉnh là kính, thấu là đầu, chỉnh thấu là ống kính. Sản khuấy tức là sản là tia chớp, sản khuấy tia chớp thoáng về, khuấy là hồi là về đúng không ạ? Sản khuấy chỉnh thấu là cảnh hồi tưởng. Còn chế sụ chỉnh thấu, chế sụ là kết thúc, chỉnh thấu là ống kính, chế sụ chỉnh thấu là cảnh quay kết thúc, cảnh quay cuối. Cảnh quay đặc tả. Thừa xỉa là đặc tả. Thừa xỉa chỉnh thấu tức là cảnh quay đặc tả, đặc biệt miêu tả. Thừa xỉa, xỉa là tả, ta biết là viết đúng không ạ? Miêu tả. Thừa xỉa chỉnh thấu, cảnh quay đặc tả. Cảnh quay hỗn hợp, khuẩn khứa là hỗn hợp, khuẩn khứa chỉnh thấu là cảnh quay hỗn hợp. Khuẩn khứa chỉnh thấu. Cảnh quay xa, yuán chỉnh, yuán là viễn, chỉnh là cảnh. Yuán chỉnh cảnh quay xa. Thế còn cận cảnh gọi là chỉnh chỉnh, chỉnh là cận nghĩa là gần. Chỉnh chỉnh cảnh cận quay, cảnh quay gần. Cảnh quần chúng, cảnh quay quần chúng nó là chuyến trung trảng miệng. Chuyến trung là quần chúng, chuyến trung tráng miệng. Tráng miệng tức là bối cảnh, chuyến trung tráng miệng là cảnh quay quần chúng. Cảnh trong phim nó là điện ảnh bố cảnh. Bố cảnh tức là bối cảnh. Bố cảnh, bối cảnh. Điện ảnh bố cảnh tức là cảnh quay trong phim, cảnh trong phim. Cắt nhảy, cắt cảnh đột ngột ta gọi theo duyệt. Chèn trí, chèn trí là cắt, còn theo duyệt là nhảy. Theo duyệt chèn trí là cảnh bị cắt, cảnh chuyển đột ngột. Chỉ đạo mỹ thuật, mỹ sủ chỉ đạo, thì chỉ đạo là chỉ đạo, còn mỹ sủ là mỹ thuật. Mỹ sủ chỉ đạo mỹ thuật. Chỉ huy dàn nhạc,乐队chỉ huy, huy là huy, huy là vẫy, chỉ huy là chỉ đạo, là chỉ huy.乐队tức là đội nhạc,乐队chỉ huy tức là chỉ huy dàn nhạc,乐队chỉ huy. Chiếu liền hai bộ phim, liảng phiên là liền ảnh. In trong từ in nghĩa là chiếu, liền in tức là chiếu liên tiếp, liảng phiên tức là hai bộ phim. Liảng phiên liền in, chiếu liền hai bộ phim. Chiếu sáng gọi là chảo miếng, chảo miếng, chiếu minh, chảo miếng. Chiếu thử nội bộ, đây bù uy in, uy là dự, trong từ uy xí là dự tập, nghĩa là chuẩn bị, đúng không ạ? Hoặc là uy bảy cũng là chuẩn bị. Thì uy chỉnh tức là dự định quay. Chiếu thử nơi bù uy, nơi bù uy chỉnh, chiếu thử nội bộ, nơi bù uy chỉnh. Chủ nhiệm phim đó là chư phiền chủ rần là chủ nhiệm, còn chư phiền là chế biến chế tác. Chư phiền chủ rần là chủ nhiệm phim, chư phiền chủ rần. Chuyển thể từ tiểu thuyết thành phim đó là bá xẻo xua phai sửa trấn tiên nhỉnh. Bả là lấy cái gì đó kết hợp với động từ để làm cái gì, thì phai sửa nghĩa là quay chiếu, quay phim, quay phim gọi là phai sửa. Bá xẻo xua phai sửa trấn tiên nhỉnh tức là lấy tiểu thuyết để chiếu thành phim. 29 phái phiền biểu. Phái phiền tức là chương trình chiếu phim, phái phiền, biểu là biểu, mục biểu đấy tức là cái list danh sách đấy, thì phái phiền biểu tức là chương trình chiếu phim, lịch trình chiếu phim, phái phiền biểu. Công chiếu, cung in, in là chiếu, cung như là cung in là công chiếu, chiếu cho tất cả mọi người cùng xem. Công chúng là công chúng đấy. Cung in là công chiếu. Công ty nghe nhìn đó là in xưởng công sư là công tư công ty, in xưởng công sư công ty nghe nhìn. In là âm, âm thanh, in duệ âm nhạc, xưởng tức là video, in xưởng công sư công ty nghe nhìn. Triển lãm hồi tưởng đó là khuấy củ trán. Trán trong từ trán lản là triển lãm đó. Khuấy củ là hồi cố, nhớ về. Khuấy củ trán tức là triển lãm hồi tưởng, ghi lại ký ức gọi là khuấy củ trán. Dàn dựng, diễn tập đó là phái liền, phái liền. Nấng diễn chứ mà hảo, tha mấy thiên quả sẵn, tôi giàu phái liền nữa. Có thể diễn tốt như vậy, mỗi buổi tối hàng ngày họ đều phải tập diễn. Đấy, dàn dựng. Sư diễn là thị diễn, nghĩa là thí diễn tức là diễn thử, sư diễn. Chứ thiên quả sẵn của mình giàu sư diễn. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta phải diễn thử. Diễn viên ăn khách đó là treo chùa diễn viên, thì treo là gọi, chùa là chỗ ngồi, treo chùa diễn viên tức là những cái diễn viên gọi được nhiều người đến xem. Đấy, gọi là diễn viên ăn khách, treo chùa diễn viên. Diễn viên điện ảnh, tên nhìn diễn viên, từ này dễ rồi đúng không ạ? Tên nhìn là điện ảnh là phim, diễn viên là diễn viên. Tên nhìn diễn viên, diễn viên điện ảnh. Diễn viên đóng thế đó là thưa chỉ diễn viên. Thưa đặc biệt, chỉ là trong từ chỉ sủ là kỹ thuật, kỹ thuật đặc biệt nó là thưa chỉ diễn viên. Thường những vai cascader đóng thế này thì tung chủa bị giao nán sứ chiến đợ. Các động tác tương đối khó thực hiện, suy ý tình hiểu thưa chỉ diễn viên. Thế nên là phải có những diễn viên đóng thế. Lín sứ diễn viên, lín sứ là lâm thời, là tạm thời. Lín sứ diễn viên tức là diễn viên tạm thời, diễn viên của tập thể ngôi sao đó là miếng xin khuây chửi tự diễn viên chu, diễn xuất của tập thể ngôi sao. Miếng xin khuây chửi tự diễn chu. Khuây chuẩy là tập hợp hội tụ, miếng xin khuây chuẩy tức là tập hợp hội tụ ngôi sao. Đấy, còn diễn chu là diễn xuất. Đấy, miếng xin khuây chuẩy thì diễn chu. Dựng phim nó là triển trí, triển trí tức là cắt chỉnh sửa, ví dụ như ảnh đã qua chỉnh sửa chẳng hạn, ta gọi là triển trí trao biển. Triển trí còn là biên tập nữa, triển trí, triển đây là cắt. Đấy. Lúa trí, trí trong từ lúa trí là logic, cắt để cho nó hợp logic. Đấy, triển trí, biên tập. Đạo diễn ta gọi là táo diễn, tảo trong từ trứ tảo là chỉ đạo, trứ tảo biểu diễn gọi là đạo diễn chỉ đạo, đúng không ạ? Thì đạo diễn ta gọi là táo diễn, gọi tắt của trứ tảo biểu diễn. Đạo diễn phim tài liệu nó là chi lù phiền táo diễn. Thì chi lù là ghi lại. Đấy. Chi lưu phiền tức là phim tài liệu, chi lưu phiền táo diễn, phim đạo diễn phim tài liệu. Còn thí miếng, thí là đề, thí miếng là đề danh, là đề cử, đưa tên lên gọi là thí miếng. Đóng thế, thị sân, thị là thay, thay thế, sân là thân thể, thị sân là đóng thế, thay thế. Đóng vai chính đó là chú diễn, là chú diễn, chủ diễn. Đối thoại là tôi khỏa, tôi là đối, còn khỏa là trong từ siêu khỏa là nói chuyện, đúng không ạ? Tôi khỏa, đối thoại. Đưa cảnh âm thanh vào, tan rủ. Tản là đạm, đơn điệu, nhạt nhẽo thì là tản, còn rủ là nhập, là vào. Nhưng tan rủ là kiểu đưa một cách đơn thuần vào, đấy gọi là đưa cảnh âm thanh vào, tan rủ. Đưa vào cảnh tương lai, một thủ pháp mà điện ảnh, đó là thẻo xủy. Thẻo xủy, thẻo là nhảy. Thẻo xủy, từ này thầy thực sự không hiểu lắm. Đứng trước ống kính nó là thuê chỉnh, chỉnh thấu, chỉnh thấu là ống kính, đúng không ạ? Thuê, thuê là đẩy, thuê chỉnh là đẩy vào, cho vào, gọi là thuê chỉnh chỉnh thấu. Họ thì thuê chỉnh chỉnh thấu bạn, chuẩn bị phai sửa nữa. Bạn đi vào trước ống kính đi, tôi chuẩn bị quay. Phiêu trả, trả là giá, phiêu trả là giá vé. Khan chứ bộ thiên đỉnh tờ phiêu trả sư tô sảo chén đó. Xem bộ phim này giá vé là bao nhiêu vậy? Giải âm nhạc hay nhất là chơi trả in luyện chẳng, chẳng là giải. Chơi trả, trả là giỏi nhất, chơi trả là cao nhất. Chơi trả in luyện chẳng, giải âm nhạc hay nhất. Giải bách hoa, giải trăm hoa, bài khoa chẳng. Bài khoa chẳng. Bài khoa là bách hoa, trăm hoa. Giải biên kịch xuất sắc nhất là chơi trả biên trụy chẳng. Thì chẳng là giải thưởng, đúng không ạ? Biên trụy tức là biên kịch, trụy là kịch, biên là biên. Chơi trả biên trụy chẳng, giải biên kịch là xuất sắc nhất. Giải chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất nó là chơi trả y sụ trứ táo chẳng. Trứ tảo là chỉ đạo, trứ táo chẳng tức là giải về chỉ đạo. Y sụ trứ táo chẳng tức là giải chỉ đạo về mặt nghệ thuật. Chơi trả là xuất sắc nhất. Đấy. Chơi trả xế sân là học sinh xuất sắc nhất, học sinh giỏi nhất. Trả là giỏi mà. Giải cổng vàng đó là chín mấn chẳng. Chín mấn, chín là vàng, mấn là cửa, chín mấn chẳng, giải cổng vàng. Giải dàn cảnh xuất sắc nhất đó là chơi trả bù ảnh sơ chỉ chẳng. Sơ chỉ tức là thiết kế, sơ chỉ chẳng tức là giải thiết kế. Bù chỉnh tức là bối cảnh, mà bố cục. Bù chỉ sơ chỉ chẳng, giải bố cục. Rúng ủy chẳng, rúng ủy là danh dự, vinh dự, gọi là rúng ủy. Chính theo nó khẩn rúng ủy, hôm nay tôi rất là vinh dự chẳng hạn, rúng ủy chẳng tức là giải danh dự. Chẳng chu, diễn chu chẳng, diễn chu là diễn xuất, diễn chu chẳng tức là giải diễn xuất. Chơi trả triển trí chẳng, triển trí tức là dàn dựng. Chơi trả triển trí chẳng, giải dàn dựng xuất sắc nhất, triển trí. Giải đạo diễn xuất sắc nhất đó là chơi trả táo diễn chẳng, táo diễn là đạo diễn. Táo diễn chẳng tức là đạo diễn, giải đạo diễn, táo diễn chẳng, chơi trả táo diễn chẳng. Giải đặc biệt thừa bía chẳng, thừa bía là đặc biệt, thừa bía chẳng, giải đặc biệt. Giải Gary Cooper, một giải thưởng của liên hoan phim Cành Cọ Vàng, đó là cha lái củ bái chẳng. Cha lái củ bái tức là Gary Cooper, một cách viết tắt của tiếng Anh. Cha lái củ bái chẳng. Giải gấu vàng đó là chín súng chẳng. Súng là Hùng, là con gấu. Trên súng trưởng giải gấu vàng. Trên súng trưởng giải ghi âm hay nhất. Chơi giả lưu in trưởng. Lưu in là ghi âm, thu âm. Lưu in trưởng là giải thu âm. Chơi giả lưu in trưởng giải ghi âm hay nhất. Giai điệu giải hiệu quả âm thanh xuất sắc nhất đó là chơi trả in chẳng xeo của chẳng. Xeo của chẳng tức là giải hiệu quả. Lưu in in chẳng, in là âm, còn chẳng là video hình ảnh. In chẳng xeo của chẳng tức là giải hiệu quả âm thanh hình ảnh. Chơi trả khỏa trang chẳng. Trang khỏa trang, khỏa trang tức là trang điểm, hóa trang. Khỏa trang chẳng tức là giải hóa trang. Chơi giả khỏa trang chẳng giải hóa trang xuất sắc nhất. Giải kim kê đó là chin chi chẳng. Con gà vàng ấy, chin chi chẳng. Giải kim mã chin mã chẳng, con ngựa vàng. Giải kỹ xảo hay nhất đó là chơi giả thưa chi chẳng. Thưa chi tức là kỹ thuật đặc biệt, thưa chi chẳng. Chơi giả thưa chi chẳng. Tả chẳng là giải lớn. Giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Chơi giả nán thấy chú chéo chẳng. Chú chéo tức là diễn viên chính, còn thấy chú chéo tức là diễn viên phụ. Nán thấy chú chéo tức là nam diễn viên phụ. Nán thấy chú chéo. Chơi giả nán thấy chú chéo chẳng. Giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Chơi giả nán diễn viên chẳng. Chơi giả nán diễn viên chẳng. Giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Chơi giả nữ thấy chéo chẳng. Chơi giả nữ thấy chéo chẳng. Chơi giả nữ thấy chéo chẳng. Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Chơi giả nữ diễn viên chẳng. Chơi giả nữ diễn viên chẳng. Giải phim hay nhất. Chơi giả ảnh phim chẳng. Chơi giả ảnh phim chẳng. Giải phim giáo khoa hay nhất. Chơi giả cơ chỉ phải chẳng. Cơ chỉ tức là khoa học kỹ thuật. Cơ chỉ khoa cơ chế và kỹ thuật, khoa học kỹ thuật. Phim là phim. Chơi giả cơ chỉ phim chẳng. Giải phim nước ngoài hay nhất. Chơi giả ngoại quốc phim chẳng. Ngoại quốc phim tức là nước ngoài, phim nước ngoài. Chơi giả ngoại quốc phim chẳng. Giải phim tài liệu hay nhất. Chơi giả chi lưu phim chẳng. Chi lưu phim tức là tài liệu. Chi lưu là tài liệu, chi lưu là ghi chép lại. Chơi giả chi lưu phim chẳng. Giải phim truyện hay nhất. Chơi giả cố sự phim chẳng. Cố sự phim chẳng. Cố sự là câu chuyện, cố sự phim tức là một phim câu chuyện, bộ phim về một câu chuyện gì đó. Giải phim ưu tú, ưu siêu ảnh phim chẳng. Ưu siêu ảnh phim chẳng. Ưu siêu là ưu tú. Tha tơ điện ảnh khẩn ưu siêu, bộ phim của anh ấy rất là ưu tú. Giải phối âm hay nhất. Chơi giả phối in chẳng. Chơi giả phối in chẳng. Phối in là phối âm, phối in chẳng là phối âm. Giải quay phim xuất sắc nhất. Chơi giả sơ in chẳng. Sơ in là quay phim, sơ in chẳng là giải quay phim. Giải sư tử vàng kim sư chẳng. Kim sư là sư tử, kim sư chẳng. Giải thiết kế phục trang đẹp nhất. Chơi giả phú trang sơ chi chẳng. Phú trang là thời trang, phục trang. Chơi giả phú trang sơ chi chẳng. Giải tượng vàng Oscar đấy gọi là ao sư khả chín chẳng chẳng. Ao sư khả Oscar, ao sư khả chín chẳng. Chẳng là tượng, tượng là con voi. Chín chẳng là con voi vàng đấy, chín chẳng chẳng. Giám đốc chinh lỷ. Chinh lỷ dùng chung. In chẳng công sư chinh lỷ tức là giám đốc công ty ghi hình, thu âm, video, chuyên xuất bản phim. In chẳng công sư chinh lỷ. Giới thiệu tóm tắt phim đó là tiên ảnh chén chĩa. Chén chĩa, chén chĩa là giới thiệu tóm tắt. Chén chĩa, tiên ảnh chén chĩa. Tiên ảnh chén chĩa. Hình ảnh kỹ xảo đó là thưa chỉ khoa miễn. Khoa miễn là hình ảnh. Thưa chỉ khoa miễn, hình ảnh kỹ xảo. Khán giả điện ảnh tiên ảnh quan trung. Quan trung là khán giả, tiên ảnh quan trung khán giả điện ảnh. Khung hình tĩnh đó là tỉnh cửa. Cửa là cách. Cách là cái khuôn khổ, tỉnh cửa là khung hình tĩnh. Kịch bản phân cảnh là phân trình thấu truy bẩn. Truy bẩn là kịch bản, còn phân trình thấu tức là chia cảnh ra. Chia cảnh trong hình ảnh phim là phân trình thấu truy bẩn. 分镜头剧本、kịch bản phim, điện ảnh剧本, kỷ lục phòng vé, phiêu pháng chi lũ, chi lũ là kỷ lục, ghi chép lại thôi, chi lũ thực chất nó là cái ghi chép lại tư liệu, phiêu pháng chi lũ, kỷ lục phòng vé. Phiêu pháng chi lũ sư tua sảo, kỷ lục phòng vé là bao nhiêu. Đấy. Kỹ thuật viên âm thanh đó là in sảng sư, in sảng là âm thanh, in sảng sư kỹ thuật viên âm thanh. Kỹ thuật viên ghi âm đó là lưu in sư, kỹ thuật sư là kỹ thuật, lưu in sư là kỹ thuật viên ghi âm. Làm mờ dần cảnh hoặc là âm thanh đó là tản tru, tản là đạm, đạm đó là nhạt mờ, tản tru. Làm phim điện ảnh là sơ trữ, sơ trữ tức là vừa quay vừa chế tác gọi là điện ảnh sơ trữ. Làm phim, quay phim gọi là phải điện ảnh, quay phim, phải khẩn tua điện ảnh, quay rất nhiều phim. Đấy. Lên màn ảnh, sang yến mù, màn ảnh màn bạc ta gọi là yến mù, màn bạc đấy, yến là chân nó là bạc đấy. Yến mù là màn bạc màn ảnh, sảng yến mù lên màn ảnh. Liên hoan phim nó là tên yến chía, chía là Tết, âm Hán Việt là Tết đấy, Tết, tên yến chía liên hoan phim. Liên hoan phim Kim Mã, Chin Mã, Chin Mã Chàng Yến Trản, Chin Mã Chàng Yến Trản, tên yến trán lạn gọi là yến trản, Chin Mã Chàng Yến Trản liên hoan phim Kim Mã. Liên hoan phim quốc tế Berlin nó là Berlin Quốc Trị Điện Ảnh Chía, Berlin nghĩa là Berlin, Berlin Quốc Trị Điện Ảnh Chía, liên hoan phim quốc tế. Liên hoan phim quốc tế Cannes, kênh cọ vàng nó là Cha Ná Quốc Trị Điện Ảnh Chía, Cha Ná là Cannes, Quốc Trị Điện Ảnh Chía, Quốc Trị là quốc tế đó, Quốc Trị Điện Ảnh Chía tức là liên hoan phim quốc tế. Còn Chana tức là Cannes, Chana Quốc Trị Điện Ảnh Chía. Liên hoan phim quốc tế Francisco đó là Chiêu Chin San Quốc Trị Điện Ảnh Chía, Chiêu Chin San là Francisco, Chiêu Chin San Quốc Trị Điện Ảnh Chía. Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải, Shanghai Khải Quốc Trị Điện Ảnh Chía, Shanghai Khải là Thượng Hải, Shanghai Khải Quốc Trị Điện Ảnh Chía. Liên hoan phim quốc tế Tokyo, Tokyo tôi gọi là Tung Chinh, Tung Chinh Quốc Trị Điện Ảnh Chía, Tung Chinh Quốc Trị Điện Ảnh Chía. Liên hoan phim quốc tế Venice nó là Vê Ní Sư Quốc Trị Điện Ảnh Chía, Điện Ảnh Trản hoặc là Điện Ảnh Chía cũng được. Điện Ảnh Trản là triển lãm phim. Thì Vê Ní Sư nghĩa là Venice, Vê Ní Sư Quốc Trị Điện Ảnh Trản. Loại phim PG cha mẹ nên có hướng dẫn cho con khi xem dành cho trẻ em 12 tuổi trở lên, nó là Phú Tảo Chí. Phú Tảo là phụ đạo, Chí là cấp, Phú Tảo Chí. Loại phim hạng phim nó là Tên Nhìn Tầng Chí, Tầng Chí là đẳng cấp. Tên Nhìn Tầng Chí. Lời thuyết minh đó là Chỉa Xua Chứ, Chỉa Xua tức là giảng giải, Chỉa là giải, Xua là thuyết là nói, Chỉa Xua Chứ lời thuyết minh. Lời thuyết minh trong phim đó là Khoa Hoài In, Khoa Hoài In, Khoa là họa, ngoại là ngoại, in là âm thanh, khoa ngoại in. Đấy. Thuyết minh ngoài phim, trong phim, lời thuyết minh trong phim, lời thuyết minh hoặc là thường họ nói là chỉa xua chứ nhiều hơn. Trước bộ điện ảnh là mấy hiểu chỉa xua chứ nợ, bộ phim này thì không có thuyết minh. Màn bạc đó là yến mù, màn bạc. Máy chiếu là phang in chi, phang in chi là máy chiếu, in là chiếu mà, phang in chi. Máy quay phim nó là tên ảnh, sơ ảnh chi, sơ ảnh là quay phim, sơ ảnh chi là máy quay, tên ảnh sơ ảnh chi máy quay phim. Minh tinh màn bạc ngôi sao điện ảnh đó là tên ảnh miếng sinh, tên ảnh miếng sinh, là ngôi sao, tên ảnh miếng sinh là ngôi sao màn bạc. Ngôi sao khách mời đó là thưa giao miếng sinh, giao trong từ giao chỉnh là mời, thưa giao miếng sinh là ngôi sao sách, ngôi sao khách mời, thưa giao miếng sinh. Miếng sinh là ngôi sao màn bạc, xẻo miếng sinh là ngôi sao nhí, ngôi sao nhỏ. Người phụ trách chiếu phim đó là Phang In Yuan. Phang In Yuan. Người phụ trách chiếu phim. Phang In là chiếu phim ạ. Người bán vé, Sâu Piao Yuan. Từ này rất quen thuộc đúng không ạ? Sâu Piao Yuan. Sâu Piao Chu nơi bán vé. Sâu Piao Sủa là phòng bán vé. Hoặc là Sâu Piao Thiên cũng là phòng bán vé. Người dẫn chỗ ngồi, người xếp chỗ trong dạp chiếu phim đó là In Chua Yuan. In là dẫn, Chua là tọa, là chỗ ngồi. In Chua Yuan, nhân viên xếp ghế. Người gác cửa, Khan Mấn Rấn hoặc là Khan Mấn Yuan cũng được. Đấy. Khan Mấn là trông cửa, Khan là nhìn, Mấn là cửa đúng không ạ? Khan Mấn Rấn. Người mê phim đó là Ỉn Mí. Mí, Mí là mê, mê. Chú chiếu Mí chẳng hạn, người mê bóng đá. Ỉn Mí là người mê phim. Người phe vé, Cao Chả Tao Mai Xì Piao Chữa. Cao Chả tức là giá cao. Tao Mai, Tao Mai tức là bán nó trục lợi. Tao Mai nghĩa là trục lợi. Thì Tao Mai Su Sứ mua để bán lại lương thực là trục lợi về mặt lương thực này. Tao Mai là trục lợi, bán để trục lợi còn là Tao Mai. Cao Chả Tao Mai tức là bán giá cao để trục lợi. Xì Piao, xì là kịch, Piao là vé, xì Piao là vé xem kịch. Hoặc là Ỉn Piao cũng được. Thường ta có thể nói là Cao Chả Tao Mai Ỉn Piao Chữa. Chữa là người. Người phụ trách hóa trang, chuyên viên hóa trang đó là Khoa Trang Sư. Khoa Trang, Khoa Trang tức là hóa trang. Khoa Trang Sư tức là người chuyên về hóa trang. Người quay phim đó là Sư Ỉn Sư. Sư Ỉn là quay phim, Sư Ỉn Sư là người thợ quay phim. Người xuất vé, Trá Piao Yuan. Trá Piao Yuan. Chèn, nhầm, xui chua. Chèn trong từ chèn trá. Chèn Piao Yuan tức là người xuất vé. Chèn Piao Yuan. Người thuê phim đó là Chu Pian Yuan. Chu là thuê. Chu cái phòng dự, thuê một căn phòng. Chu Pian Yuan, người thuê phim. Người thuyết minh, Chỉa Xua Chửa. Chỉa Xua là giải thích, nói. Chỉa Xua Chửa, người thuyết minh. Trang trí bối cảnh, Bù Chỉnh Sư. Bù Chỉnh là bối cảnh. Bù Chỉnh Sư, người trang trí bối cảnh. Người nhà làm phim, Tiên Nhỉnh Sơ Trữ Chửa. Sơ Trữ là chế tác. Sơ Trữ Chửa là người chế tác. Tiên Nhỉnh Sơ Trữ Chửa, người chế tác, nhà làm phim. Nhà sản xuất phim đó là Chư Phiền Rấn. Chư Phiền chế biến chế tác, Chư Phiền Rấn người sản xuất phim. Nhà thiết kế phục trang đó là Phú Trang Sơ Trị Sư. Phú Trang Sơ Trị Sư. Phú Trang là phục trang, Sơ Trị là thiết kế. Phú Trang Sơ Trị Sư, nhà thiết kế phục trang. Nhà viết kịch bản phim đó là Tiên Nhỉnh Chéo Bẩn Chua Cha. Chua Cha là nhà làm. Chéo Bẩn tức là viết kịch bản. Chéo là chân, bẩn là gốc. Tiên Nhỉnh Chéo Bẩn Chua Cha, nhà viết kịch bản phim. Nhạc nền đó là Bây Ỉn In Yue. Bây Ỉn là bối cảnh phía sau. Bây Ỉn In Yue là nhạc nền phía sau. Nhân vật trong phim được dùng làm tên bộ phim đó là Phiền Miếng Chéo Sửa. Chéo Sửa tức là cái góc màu sắc. Còn Phiền Miếng tức là tên phim. Phiền Miếng Chéo Sửa. Nữ hoàng điện ảnh, Ỉn Khẩu. Trong từ hoàng hậu gọi là Khoáng Khẩu. Thì Ỉn Khẩu là nữ hoàng điện ảnh. Pha lướt nhanh đó là Khoai Chinh Thấu. Khoai là nhanh, còn Chinh Thấu là ống kính máy quay. Khoai Chinh Thấu, pha lướt nhanh. Pha quay chậm đó là Mạn Chinh Thấu. Mạn Chinh Thấu. Pha quay thử đó là Sử Chinh Thấu. Sử là thử, Sử Chinh Thấu, pha quay thử. Phim mì ăn liền, phim nhanh đó là Chu Trào Lan Trào Tờ Ỉn Phiền. Chu Trào tức là chu trữ. Chu trữ tức là chế tác sơ. Lan Trào. Lan là lạm. Lạm dụng chế tác. Lan Trào. Chu trữ Lan Trào Tờ Ỉn Phiền. Ỉn Phiền là phim biết rồi. Chu trữ Lan Trào Tờ Ỉn Phiền. Phim âm thanh nổi, màn hình, màn ảnh rộng đó là Khoan Yến Mù Lì Thị Sân Tiên Nhỉnh. Thì khoan nghĩa là rộng, yến mù tức là màn ảnh, ly thị sân, ly thị sân là âm thanh nổi, lập thể thanh đấy. Ly thị sân. Khoảng yến mù ly thị sân Tiên Nhỉnh, phim âm thanh nổi, màn ảnh rộng. Phim ca nhạc, in yue phiền. In yue phiền, phim âm nhạc. Phim cao bồi, phim miền Tây đó là Si Bù Tiên Nhỉnh, Tây Bộ điện ảnh. Si Bù Tiên Nhỉnh. Phim câm, Ú Sân Tiên Nhỉnh. Ú Sân là vô thanh, Ú Sân Tiên Nhỉnh. Phim chiến tranh, Tràn Trân Phiền. Chiến tranh là chiến tranh phim, phim chiến tranh. Phim chiếu lại, trúng là trùng, trúng in phim, phim chiếu lại. Phim lần đầu tiên, phim mới, nó là sổ luận in phim, sổ luận, thủ luân, luân là truyền tay, sổ luận in phim. Phim lần đầu, phim mới. Phim trưởng hài đó là tả tẩu, xỉ truy phim, xỉ truy tức là kịch hài, kịch vui gọi là xỉ truy. Tả tẩu tức là đấu, tả tẩu vẫn là đánh nhau, tả tẩu xỉ truy phim. Phim có tiếng, nhiều sân, ảnh phim, trái nghĩa với ú sân, ảnh phim đúng không ạ? Chiêu phim là phim cũ, chiêu là cũ, cựu là cũ, chiêu phim phim cũ. Phim dành cho người lớn, trấn rấn điện ảnh, trấn rấn tức là người trưởng thành, trấn rấn điện ảnh. Phim đen trắng nó là khây bái điện, khây bái ảnh phim. Khây bái là hắc bạch, màu đen trắng, khây bái ảnh phim, phim đen trắng. Phim độc lập nó là ti xả ảnh phim. Ti xả là địa hạ, là phim dưới đất. Nên cái sự tú lì ảnh phim mà. Ti xả ảnh phim. Phim đồ trụy nó là sửa chính điện ảnh. Sửa là sắc, chính là tình. Tức là cảnh tình tứ đấy, gọi là sửa chính ảnh phim. Sửa chính điện ảnh. Sửa chính điện ảnh. Phim giải trí nó là chinh sung điện ảnh, hoặc là chinh sung tờ ảnh phim. Chinh sung là nhẹ nhàng thoải mái, chinh sung tờ ảnh phim là phim giải trí thanh thản. Phim giáo dục nó là treo ủy ảnh phim. Ảnh phim là phim, treo ủy là giáo dục, treo ủy ảnh phim. Phim gốc có hình và tiếng đó là sân khỏa khứa trấn khảo bày. Khảo bày nghĩa là phim âm bản đấy. Sân khỏa khứa trấn khảo bày. Phim hành động tung chua tiên nhìn, tung chua là động tác đánh nhau, tung chua tiên nhìn. Phim hoạt hình nó là tung khoa phiền, tung khoa phiền, phim hoạt hình. Phim hợp tác sản xuất nó là khứa phai phiền. Khứa phai tức là hợp tác quay, khứa phai phiền, phim hợp tác sản xuất. Phim khoa học viễn tưởng đó là cơ khoản ảnh phiền. Cơ khoản là viễn tưởng, cơ khoản ảnh phiền là phim khoa học viễn tưởng. Phim kinh dị nó là chinh xẻn khủng phu phiền. Chinh xẻn, chinh là kinh, xẻn là hiển thị ra, khủng phu là khủng bố. Chinh xẻn khủng phu phiền, hoặc là họ nói tắt là phim khủng phu phiền cũng được. Phim lịch sử nó là lịch sử phiền, lịch sử phiền. Phim loại bình thường, phim loại G là mọi lứa tuổi đều xem được, đó là phổ thông trí, phổ thông cấp, tức là cấp phổ thông. Phim loại hạn chế không dành cho người dưới 18 tuổi nó là xiên trữ trí. Xiên trữ là hạn chế, trí là cấp, xiên trữ trí là cấp bị hạn chế. Phim màn ảnh rộng nó là khoảng yến mù phiền. Khoảng là rộng và khoản, khoản yến mù phiền, khoản yến mù phiền. Phim màn ảnh rộng sân ảnh, điện ảnh. Sân ảnh là thâm ảnh, sân chỉnh điện ảnh. Chỉnh là cảnh, sân chỉnh điện ảnh tức là cảnh sâu đấy, sân chỉnh điện ảnh. Phim màu trải sửa là màu sắc, trải sửa điện ảnh, phim màu sắc. Phim mẫu nó là cung chua giang phiền, giang là dạng. Phim mẫu cung chua là làm, cung chua giang phiền, hoặc nói tắt là giang phiền không họ cũng hiểu. Đấy, cung chua giang phiền. Phim ngắn tên nhìn toàn phiền, tên nhìn toàn phiền. Toàn phiền là đoạn, toàn là đoạn là ngắn, toàn phiền tức là phim ngắn. Phim ngắn nhiều tập si lìa toàn phiền, si lìa là hệ thống, si lìa toàn phiền, phim ngắn nhiều tập. Phim nghệ thuật nó là chi sụ y sụ phiền, y sụ phiền. Phim nhựa tên nhìn là treo phiền, treo là nhựa, treo phiền là phim, tên nhìn treo phiền, phim nhựa. Phim nổi, phim 3D, ly thí phiền, ly thí là nổi, lập thể, ly thí phiền, phim 3D. Phim nước ngoài được lồng tiếng ngôn ngữ khác đó là ngoại của y trứng phiền. Y là dịch, trong từ phan y là phiên dịch, y trừ tức là được phiên dịch và chế tác. Ngoại của y trừ phiền. Đấy, phim nước ngoài được lồng tiếng. Phim tài liệu chi lù phiền, chi lù ký lục ghi chép lại, chi lù phiền phim tài liệu. Phim tài liệu chiến tranh tràn trần chi lù phiền, tràn trần là chiến tranh, tràn trần chi lù phiền. Phim tài liệu du lịch lũy yếu chi lù phiền, lũy yếu là du lịch, lũy yếu chi lù phiền. phim thám hiểm vũ trụ, Thải Khung, Than Xiển Phiền. Than Xiển là thám hiểm, Thải Khung là vũ trụ. Thải Khung Than Xiển Phiền, Thải Khung Than Xiển Phiền. Phim thảm họa nó là Trai Nạn Phiền. Trai Nạn là tai họa, Trai Nạn Phiền. Phim thời sự Xin Huấn Phiền, Xin Huấn là thời sự. Phim toàn cảnh Chuyển Chỉnh Phiền, Chuyển Chỉnh Phiền là toàn cảnh. Phim trinh thám Chân Thản, Chân Thản là trinh thám, Chân Than Phiền phim trinh thám. Phim truyện là Cú Sư Phiền, Cú Sư Phiền. Phòng chiếu phim là Phang In Sư, Phang In Sư, phòng chiếu phim. Phòng chiếu phim gia đình đó là Sư Rấn Phang In Chiên. Chiên thì căn phòng nó bé hơn là sư. Sư Rấn Phang In Chiên tư nhân, Sư Rấn là tư nhân. Sư Rấn Phang In Chiên. Phòng vé Pheo Phóng. Phòng video Lưu Xiang Quản, Lưu Xiang là ghi hình, Lưu Xiang Quản. Phụ đề Chữ Mù, nếu hiểu Yên Huấn Chữ Mù mà bạn có phụ đề tiếng Anh không? Chữ Mù là phụ đề. Phụ đề giới thiệu phim đó là Biển Thấu Chữ Mù. Biển Thấu tức là ở đầu phim, Biển Thấu Chữ Mù. Phim quảng cáo Tên Nhìn Quảng Cáo. Quảng cáo là chính đúng không ạ? Tên Nhìn Quảng Cáo. Quay lại cảnh quay Trúng Phải Chinh Thấu. Trúng Phải Chinh Thấu, trúng là lặp lại trong từ trúng xin là làm mới. Quay ngoại cảnh Phai Hoài Chỉnh. Phai Hoài là bên ngoài, Phai Hoài Chỉnh quay ngoại cảnh. Dạp chiếu phim cao cấp sang trọng nó là Kháo Khóa Ỉn Duyên. Ỉn Duyên là dạp chiếu phim, Kháo Khóa Ỉn Duyên. Dạp chiếu phim mới Sầu Luân Tên Nhìn Duyên, Thủ Luân Sầu Luân Tên Nhìn Duyên. Dạp chiếu phim ngoài trời có chỗ đậu ô tô nó là Lù Thiên. Lù Thiên là lộ thiên. Lù Thiên Chỉ Chưa Tên Nhìn Duyên, Lù Thiên Chỉ Chưa Tên Nhìn Duyên. Dạp chiếu phim quay vòng Luân Khuấy Sang In Tờ Tên Nhìn Duyên. Luân Khuấy Sang In Tờ Tên Nhìn Duyên. Luân Khuấy là luân hồi đấy. Sang In là lên ảnh chiếu phim. Dạp chiếu phim thời sự Xin Huấn Tên Nhìn Duyên. Xin Huấn là thời sự, Xin Huấn Tên Nhìn Duyên. Dạp mini chiếu phim để thể nghiệm nó là Sứ Yển Xảo Xéo Ỉn Duyên. Sứ Yển là thực nghiệm, Sứ Yển Xéo Ỉn Duyên. Chua Chủy tạo nhạc, sáng tác nhạc. Trao Chí Miếng Sinh. Trao Chí là siêu cấp. Trao Chí Miếng Sinh. Sự xuất hiện ngắn của người nổi tiếng trong phim, một chiêu câu khách của nhà sản xuất nó là Cửa Choan Diễn Chu. Cửa là khách, Choan là xuyên. Cửa Choan Diễn Chu. Tạp chí điện ảnh Tên Điển Trá Trừ. Trá Trừ là tạp chí, Tên Điển Trá Trừ tạp chí điện ảnh. Thiết bị đồng bộ âm hình đó là In Xiang Thúng Phủ Trang Trừ. Trang Trừ là thiết bị, Thúng Phủ là đồng bộ. In Xiang Thúng Phủ Trang Trừ thiết bị đồng bộ âm hình. Trang Trừ là thiết bị. Học 我讲的内容先讲到这。 祝你们通过这些词汇可以掌握更多汉语的生词，让你们的汉语水平越来越提高。祝你们在工作中越来越成功，身体健康，万事如意，再见。